và đây là Phương Lan, Đại Huệ on the mic. Không phải là do em chanh mố, ngoan như vậy bao cộng đồng đánh mố. Lấy chồng giàu thì đi ô tú, con lấy chồng nghèo đi vô rắn mố. Do phong tục nhà em rửa đỏ, ba mà khó mà ế rửa đỏ. Thương anh rồi vừa sờ vừa ló, sờ bá mà đặng cùng sờ bên có. Mặt trung nam tây, nhà em đâu hỏi chi hay hay. Cưỡi xong mai đấy, về nhà em đè cho anh một bay. Giống như việc động tim quái phái, nam xin lề hơi cưỡi em đi. Có lề rồi em thiệt anh gì nắng vạch cùng cỏ chứ khỏi chi hay. Chơi tay gậy tung khắp nơi. Anh muốn em là bạn tới thoát cô đơn những ngày sắp tới. Nhà anh nghèo làm cũng gần chết đói cưới em bao. Tình yêu anh nó như em dù nó khổ như nào. Cái đào đi. Đào đó, đồ ăn rất cái đào đó. Giúp cái đào đi. Mày món sâu tre là dễ làm không? Dạ dễ. Về đây. Thì mình cũng sao là trong tre luôn á. Dạ. Trong alo mua vịt kìa, qua đi. Thịt khô à? Ui, con nhông này. Thịt nhông. Cái này lấy đi. Thịt khô vậy. Thịt gì khô vậy? Ui, cá khô nè. Lấy khô. Thủ quỷ mình đi đâu rồi? Lấy cái này. Nhông mấy? Con này là con nhông à? Có bóng này. Kêu ai mua đó, mua đi. Rồi em đi chặt rồi em cũng mua thôi. Ui có xong. Đây là phía bên ngùa không? Đây là phía bên ngùa. Tìm mua cho. Mua con, mời quá. Con nó mời quá, tôi phải mua cái con. Chuối là lưới à? Dạ vâng, chuối là lưới ra nha. Chuối là lưới cùng sâu, cùng xa đây nha. Coi chung nè. Có hết rồi, có nè. Mình đi vô phía ra nha. Phía ra cái thằng mình coi. Cái này đi chưa chạy bạn chưa tôi đi chưa chạy chưa lần hết nhá. Đó đó. Khu ẩm thực của chè trong nước hay gì?
có gì à? Chai nó chị ngon không? Ngon ngon quá à. Để ra. Đây. Đây một thứ hai bịch đi. Vẫn lạnh lạnh đây à. Múc cái khuya chứ anh ạ, à, thì 3 giờ đi. À. Rồi mấy tiền vậy? Đi 5 ngàn, sợ 30. Rồi 30. Rồi. Rất cảm ơn. Tiếp tục quay. Tiếp tục hành trình. Chưa em nói xem thì có cái gì để mua này. Đi đâu đi nhanh dữ đó. Ở trong không lại cho nó mua bánh à. Đây không khốn khó chợ lắm mà. Bên kia hình này. Ông. Phải chỗ đó. Trước đi gì nhá. Đi theo con. Mới này, mới. Ba mẹ quá này. Ừ, ba mẹ quá này. Ở mình đây. Mua bên này, cái bên này con gái ngầu rồi. Ngầu ra. Ngầu con trai, nó ngầu cái quán này là mua. Đang quay à. Ở đây là ở mình đây à. Dạ. Đi về muối à. Lưới. Bông lẻ không? Có. Lấy mấy cái không? Quá nghi. Thiệt đấy. Lá dành nửa ký nè. Nửa ký được chứ hả? À. Ủa. Ê mẹ em đang gì à? Em đang gì? Cà tế. Có nghe nàng đang gì? Đang gì? Tại gì anh Diện giới thiệu chứ? Tại gì anh giới thiệu, anh Diện giới thiệu món ớt rồi. Mơ hay mà? Mơ màng mấy tiền em? 15 ngàn. Giùm cho anh không? Giảm 5 nghìn. Hả? Cái gì? Giảm Khỏi cần thấu em. 55, 35 nghìn nó giảm hay là giảm 5 nghìn. Khỏi cần thấu em. Giảm được đó hả? Đi nó không kiểu thế, kiểu mình thế. Hả? Kiểu à? Kiểu là sao em? Để nó mua khô. À trái cây à, em nó kiểu. Kiểu ơi biết kiểu vậy. Thì mua nào bạn. Thấy ra đâu, thì bỏ nào. Hả? Anh vừa cùng anh quá. Mỗi chân của hai. Cô bón ớt chắc xinh nhất chợ này nha mà hơi. Dạ. Đi lẹ, đi mua bánh không? Mua bánh. Cái gì là em có lên YouTube rồi đó. Lên mua bánh. Đó, đâu có quay, đâu có. Cái bài đấy.
thuốc lá. Bánh bánh cho mấy đứa hả? Bánh bánh đi, bánh kìa. Trứng. Bánh trưng hả? Dạ. Bánh chi? Lấy cho mấy cái bánh. Đấy. Ủa bánh đi rồi. Bánh đúc. Sâu rồi. Bánh đi, bánh đi anh. Lấy cho mấy cái bánh này nè. 5 ghế. 5 cái à? Ủa. Bánh đi 5 ghế. Bánh đi thay bánh gì về? Bánh tiêu à? Bánh tiêu. Bánh tiêu trời ở lưới kìa. Tiêu bánh đúc. Sách cho mọi người. Sách cho mọi người. Mấy tiền, mấy tiền, gửi tiền. Ủa không 10 ngàn hả? Tao lấy đủ 20 ngàn không đi. Sao ơi. Không rẻ ra. Rồi, cảm ơn. Cảm ơn chị bán bánh. Chê có bánh gì hết chê đúng không? Chê đâu, chê mấy chị họ mơ khi nào. Đi em ơi, đi không? Đi không thì tăng đấy. Một. Quay miết mùi hướng này không lão. Đi ra hướng này trời, hướng này, hướng này. Một nữa, một nữa, một nữa. Toàn cảnh đó. Ủa vậy? Huy không đi nữa hả? Tù quá. Tù to luôn rồi. Em rồi, em rồi rồi. Quân, cua biển mà. Đã tí mày chú ơi. Nó là lắm ra luôn. Có thằng có rỉa đâu. Có không? Lợm lợm đứng chụp hình chứ. Lợm đứng chụp chứ. Đứng là đứng đây là đứng đó. Ô, không luôn. Quen không hả? Chị quen hả? Con heo. Trời ơi thịt heo. Ăn không khổ khổ đó thử. Đấy. Ăn đi. Ăn đi. Heo rừng nè. Ăn heo rừng đi anh. Có gì mà lắm. Đang đem về. Không đem về được à? À. Quá trở về nó bắt. Hả? Bác. Chạy gì? Cứ về ăn với mẹ thôi. Chạy về bác anh ơi. Kéo về nữa. Cứ về ăn cho bác. Hãy làm lụng thực tế. Cô quán heo đẹp nhất chợ luôn á. Hả? Đi đi làm á. Xuống bụi. Quay nước đông đó cô, anh để lên. Quay nước đông lên. Đúng không, đúng không? Anh đang lương đông. Đây là lương đông. Dạ, lương đông anh lưới. À, lương đông anh lưới. Anh lưới, cả lóc to cô. Rồi. À, chị thả đôi là mình mập được chứ. 1 ký 3 1 con nè anh nè. 1 ký 3 1 con. 1 ký 3 con, cái trào lá lá 3 nè. Nếu mà nhờ vợ bảo đi chợ mua con lắp. Có rồi, có trào không? Rồi này mới ngon. Trào với cả lóc có 1 thôi. Rồi này mới ngon. Có cái đen thôi. Lương rồi. Mua
con lên này thật đẹp. Con này, con gà. Ba con ni đây, quay. Con nào đẹp, con nào đẹp? Ba con ni. Ba tiền ai ơi. Đẹp quá. Quay con gì? To ghê. Đúng rồi. Cứ thấy là dẫn con đi dùng đi dụ dỗ đi ra mắt mà. Đúng rồi. Để không đi ai cả. Cái hồ bắt đầu cắm. Ghi không ghi nó rồi. Lâu cây sẵn bỏ được rồi. Đó hố rồi. Cũng đun dưa đây. Đun dưa đó. Đun cũng dưa đó. Thật là con đun dưa nè. À đun dưa đó. Con đây. Rồi con đun dưa. Đun dưa hả? À. con đi lùm đi đây. Đây con dưa. Đó, đây mấy tiền vậy? Dạ 1 cân 300. Cân 300 à? Dạ. 300 cân không? Dạ. Lấy 1 cân đi. Lấy 1 cân đi. Được không? Đặc sản mà, bán cân ra nữa, chắc chỗ em có bán đấy. Ấy là cân là hết cái này không à? Dạ không, cờ 1 chậu nữa. Chào nó hả? Thêm cái ni nè. Chào nó, bên đây mới đủ cân à? Dạ hơn. Rồi lá chanh nửa cân đây, lá chanh nửa cân anh xay thử cái rồi. Để chuyện có cháy hả? Để nào? Không cháy. Dễ cháy, đầm luôn. Con nước này, đầm con nước mới cháy. Lấy lá nửa căn. Cái nửa ngon. Lấy nửa căn xây một gì nữa rồi. Có là con lén chứ. Lén đây đó. Trời ơi. Con đun dừa ở lưới này. Về có cháy không? Dạ không. Chị về làm luôn. Tiếp về bâu rồi đi. Không cháy đúng không? Dạ không. Chấm về bâu. Chấm về bâu á. Cái con này là bắt ra cây dừa em? Dạ, cây đuốc. Cây đuốc à? Cây đuốc á. À. Đây 6 lạng rồi. Lấy nửa ký ký mà. Rồi để 6 lạng. Hả? Đậu khi cá cho em cũng được. Đồ mà đồ qua cái đéo. Đó, con rồi. Bây giờ bỏ con kìa. Đó. Mua cắm nước. Đó. Em cảm ơn. Dạ. Ừ, em trai mà. Có thêm vô cho nè. Con bỏ. À, đang phải chờ em thấy rồi. Con đi đó. Sắp hồ, sắp hồ. Hả? Sắp hồ. Sắp tươi chứ hồ. Hồ. Mới gì mua đun dưa của mấy em xong nè. Con là con quay là con lấy thôi. Thấy không? Thằng này muối này muối là con mua nè. Cái hũ lớn á. Hũ đó bao nhiêu? Muối nè. Cái đi thử đi, không mua cũng cho thử luôn. Chào ạ. Chấm cái gì? Cái này hả? Chấm về xôi nè, xôi nước than nè, rất là ngon nè, về khoai sắn. Cái này là làm rất là nhiều công đồ ăn. Làm sáu mươi đúng không? Lai ma 60. Cũng cầu 60 mà. Dạ là cái bì vậy mày. Là cái bì cho chú chứ.
60 thịt không không đẩy ra 60k đó. Đây là mùi thịt đâu? Đây là mùi thịt này. Rất là ngon, cái này cũng rất là ngon. Thơm mà thơm lắm à? Thử luôn. Thử đúng, mình cho thử đúng. Thử mà biết người đang bao nhiêu biết. Thử mà biết. Thử mà biết cảm giác. Tại đây về thử cái này ý bữa lấy mua lại. Cái này giống nhau, xong mới hết. Đây, mẹ hộp thịt này. Đây là thịt tươi rừng. À. Có mua rồi. Bảo vệ đi thu tiền phế mà. Được thử luôn hả? Ê, được thử luôn hả? Thử. Ổ. Rồi, hai lắm ngon anh. Cái này là nghe chứ không phải quay. Mua đâu? Đâm thẳng qua đường. Tôi lấy xe tôi chạy qua chứ chạy đi qua là mất không? Chạy xe qua đi. À. Bịch sim. Con. 250 con. Ok, cầm cầm đi. Em đi bác đi. Rồi, em nó không đi nữa này. Rồi, ok luôn. Làm thịt nó luôn. Rằng mẹ diệt luôn hay rằng? À mấy làm thịt chứ mà bớt. Ừ. Dạ. Thịt chứ mà con gà nó vậy bớt. Ừ. Để riêng tiết ra. Hả? Để riêng tiết ra. Ừ. Dạ. Phúc bây ơ tên ngàn tất tiền. Rồi, mấy làm thịt chứ mà nghe. Ừ. Không phải là do em chẳng mố, ngoan hay vậy bao con đồng đánh mố. Lấy chồng dâu thì đi ốm tố, con lấy chồng nghèo đi ốm tố. Gió phong tục nhà em rửa đỏ, má mặt họ là ế rửa đỏ. Chúng anh rồi vừa sờ vừa ló, sờ bá mà đặng cũng sờ bông có. Mặt chúng ai tây, nhà em đâu hỏi chi hay hay. Gửi xong mai đấy, về nhà em đè cho anh một ngày. Giống như việc bấm chim wifi, nam xin lề thôi cười em đi. Bỏ lề đôi em tiện anh gì nắng, không gõ chứ khó chi hay. Em rất ăn chơi, tay bị tay gãy tung hoành khắp nơi. Anh muốn em là bạn đời, muốn thoát cô đơn những ngày sắp tới. Nhà anh nghèo chỉ có lúa gạo, chứ buôn bán ngày cũng gần triệu bao. Gạo nhà anh xuất khẩu sang Lào, đừng sợ chết đói cưới về anh bao. Tình yêu anh nó nở như gạo, mãi bên em dù nó khổ như Lào. Bạn trai cũ em lổ như Lào, tình mình vẫn thắm và nở như ao. Anh biết là ba mẹ em khó đó, tương lai cả đời lên gia đình lo lọ. Từ nhà em trở vào tuy khó đó, anh vẫn leo vào, dù nhà em có chó gâu gâu.